chính thức hoàn thiện tác phẩm Tùng Hạc Diên Niên trên phôi gỗ hương. Các bạn đang thưởng thức một bức tranh Tùng Hạc Diên Niên mà chúng tôi đã chế tác ở trên phôi gỗ hương rất là đẹp. Và những cái điểm nhấn quan trọng nhất trên bức tranh này cần phải nói tới thì đầu tiên đó là những con chim hạc. Những con chim hạc này được chúng tôi đục chạm với rất nhiều những cái kiểu dáng khác nhau. Ví dụ như là con làm điểm nhấn ở giữa trung tâm đang dang một cái bộ cánh là rất là căng, nhưng mà cái đôi chân nó lại buông rất là nhẹ, để thể hiện ra một cái phong thái nó rất là thư thả của con chim này. Rồi các cái dáng khác, ví dụ như các con đang bay trở về, và có một con rất là điệu là đang bay cái cánh, cái hướng đi lên đằng trước nhưng mà đầu lại ngoảnh ra đằng sau. Hay là con hạc này thì lại đang đậu ở trên cái khóm hoa mẫu đơn. Những cái điều đó nó làm cho cái tính tự nhiên của bức tranh nó sẽ cao hơn. Và một điểm đáng chú ý thứ hai đó là những cây tùng. Và ở bức tranh Tùng Hạc Diên Niên này, khác với tất cả các bức tranh Tùng Hạc Diên Niên khác, thì chúng tôi làm cái cây tùng này như các clip trước chúng tôi đã nói, đó là cái dáng là dáng trực đi lên. Và bên cạnh đó thì có thêm một cái dáng phong thủy nữa, đấy là dáng huynh đệ, là có một cây to và một cây nhỏ ở bên cạnh, và hai cây gần cao gần bằng nhau, cho nên là nó mang cái dáng dấp của cái bức tranh của cái cây mà có dáng phong thủy là huynh đệ đó. Và tổng hòa của bức tranh này thì nó tạo ra một cái tổng thể rất là hài hòa, là bên tay phải thì có cây tùng đi lên, bên tay trái thì có cành mai đi lại. Và tùng với mai cũng là tượng trưng cho những cái điều tốt đẹp, cũng như là tượng trưng cho cái sức sống rất là lâu dài và mãnh liệt.